Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, đến nay Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Phải thần tốc tiêm chủng để mở cửa an toàn, đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành y tế năm 2022. Kết luận tại hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế và các địa phương tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vaccine, bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu thiếu vaccine thì Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân. Nếu đủ vaccine mà không đạt mục tiêu tiêm chủng đã đề ra thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng cũng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân 2022 từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 28 tháng 2, đồng thời yêu cầu nghiên cứu thêm việc tiêm mũi thứ tư và khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi, quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh cái vaccine là chúng ta phải chủ động cái thuốc. Và tôi đề nghị Bộ Y tế là công bố tất cả các cái loại thuốc đấy, mà được thế giới công bố. Và chúng ta theo một cái quy trình làm thật nhanh, bớt các cái thủ tục hành chính đi. Khi chúng ta công bố các cái loại thuốc rồi hướng dẫn sử dụng thuốc và báo cáo với các đồng chí là theo các quy định về công bố giá đó, để chống cái đầu cơ, chống cái buôn lậu, chống cái tiêu cực, cái tham nhũng trong cái việc cung cấp thuốc này. Thủ tướng cho rằng trong năm 2021 với nhiều khó khăn, thử thách, điểm sáng nổi bật nhất chính là việc chúng ta thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và kịp thời chuyển trạng thái. Chúng ta thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các cái biện pháp y tế để phòng chống dịch. Đồng thời là chúng ta kịp thời chuyển cái trạng thái từ cái theo đuổi không Covid sang cái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả cái COVID-19 này. Đây là một cái đóng góp rất quan trọng của ngành y tế chúng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm bài học kinh nghiệm lớn, đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19, không để khủng hoảng y tế đổ vỡ quá tải hệ thống y tế, làm sớm, làm ngay, làm khẩn trương việc nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở. Thủ tướng nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch dứt khoát phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nhưng linh hoạt trong phạm vi nhất định. Thủ tướng lưu ý không được ngăn sông cấm chợ, cản trở di chuyển của người dân, đồng thời thực hiện nghiêm 5K.